Chào thầy và các bạn, sau đây em xin trình bày về bài tập 5, đó chính là đọc ghi dữ liệu vào bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái layout cho nó dễ nhìn. Đầu tiên là một cái edit text. Edit text này dùng để hiển thị cái nội dung mà chúng ta cần đọc hay ghi. Cái text view, hai cái text view này để hiện chữ là internal, external để chúng ta dễ quan sát. Tiếp theo là bốn cái button. Bốn cái button này có chức năng là lưu và ghi dữ liệu ở internal và dữ liệu ở external. Và một cuối cùng là một cái text view ở dưới đây, dùng cái để hiển thị cái đường link mà khi chúng ta lưu cái dữ liệu bên trong internal ha. Về phần code, ban đầu thì chúng ta sẽ khai báo các biến tương ứng với các phải edit text hay là button hay là text view ha. Đầu tiên là edit text, đầu tiên sẽ là cái biến nội dung. Chúng ta còn có bốn nút nhấn thì chúng ta sẽ khai báo bốn biến, và cuối cùng là một cái text view để hiển thị cái đường link. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo một cái chuỗi final và đặt tên cho nó là internal file. Cái final này có nghĩa là nó là một cái chuỗi cố định ha. Rồi tiếp theo là chúng ta, cái hàm check and request permission này chỉ là một cái hàm để xin cấp quyền thôi. Ở đây thì do chúng ta, nếu mà đọc bộ nhớ trong thì không sao, nhưng mà khi đọc bộ nhớ, đọc hay ghi bộ nhớ ngoài á, thì chúng ta cần phải cấp quyền cho Android. Tiếp theo dưới đây là cái hàm ánh xạ, ánh xạ cho cái ID của bác. Đây, bác đây. Đây, ID bác nè. Tương tự như vậy, đối với các nội dung hay lưu internal, đọc internal, chúng ta thì có bốn cái hàm, bốn cái nút nhấn đúng không? Thì chúng ta sẽ gồm có bốn cái hàm. Đầu tiên là hàm lưu internal. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàm con có tên là lưu nội dung của internal và chúng ta pass text. Cái thứ hai là đọc internal, cũng gọi một cái hàm con tên là đọc nội dung internal và pass text. Tiếp theo là lưu external, gọi hàm con là lưu nội dung của internal. Và cuối cùng là đọc external thì lưu nội đọc nội dung của external ha. Như đây là các hàm con như mình đã khai báo bên trên. Thì đối với cái hàm đọc nội dung của external thì đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái luồng tên là buffer reader với cái biến là reader, và cái hàm buffer reader này có chức năng là đọc nội dung đối với cái internal ha, và giá trị khởi tạo ban đầu của nó là null, và chúng ta sẽ khai báo thêm một cái biến file cũng là null luôn. Tiếp theo là cái hàm target. Cái hàm target này sử dụng khi nào? Khi mà chúng ta muốn lưu một cái dữ liệu vào một cái thư mục mà cái thư mục nó lại không có thì nó sẽ hiển thị ra lỗi. Cho nên chúng ta cần phải đặt những cái code này bên trong cái target ha. Dòng đầu tiên là file bằng new file environment get external store directory, và đó là gọi cái file này để lưu trong cái external file. Rồi reader bằng cái hàm đọc ha, bằng cái hàm đọc. Rồi chúng ta sẽ khai báo một cái string line. Rồi cái hàm while nè, khi mà cái line bằng khi mà cái line bằng reader chấm readline khác null, có nghĩa là nó đang tiến hành đọc, thì chúng ta sẽ cho buffer.appline là xuất hiện những cái từ đã đọc được ha. Rồi nội dung chấm set text buffer.toString và pass text lên. Tiếp theo là đối với cái hàm lưu nội dung của external thì chúng ta sẽ gọi một cái luồng tên là file output stream. Cái hàm này có chức năng là lưu nội dung và cái giá trị khởi tạo ban đầu cũng là null. Cái là tổng biến file ha. Rồi cũng string s bằng string value của nội dung trong cái text.
khi mà cái string này nè là một cái chuỗi, là một rỗng á, thì có nghĩa là khi mà chúng ta chưa hề nhập cái nội dung cần lưu là gì mà chúng ta lại bấm cái nút nhấn là lưu nội dung, thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ là vui lòng nhập nội dung. Ngược lại, nếu mà chúng ta đã nhập nhập vô chỗ này nè, nhập vô chỗ này cái nội dung mà chúng ta cần lưu rồi, thì nó sẽ bắt đầu tiến hành chuyển cái nội dung đó thành cái kiểu byte, và hiển thị nội dung trong status lên. Và khi mà chúng ta nhấn cái nút lưu á, thì nó sẽ ghi là lưu thành công phương thức eternal. Tiếp theo là cái hàm check and request permission. Thì như lúc nãy mình đã nói thì cái hàm này chỉ có chức năng đó là xin cấp lệnh read và write khi mà chúng ta đọc bộ nhớ ngoài mà thôi. Đây, đây là hai cái hàm xin cấp quyền ha, đọc và ghi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái hàm mà đọc nội dung của internal, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ file input stream này là khởi tạo cái hàm là để cho nó đọc nội dung của internal, rồi nó cũng nội dung trong static. Rồi cũng do đây là chúng ta đọc nội dung ở trong bộ nhớ trong cho nên nó khác với bộ nhớ ngoài. Thay vì bộ nhớ ngoài là file with stream, đây ở trên đây, đây đọc đúng không, đây thay vì nó phải gọi một cái hàm nhiều nhiều như thế này thì dưới đây nó gọi một cái hàm ngắn hơn do nó đọc ở bên trong. Chúng ta sẽ open cái file input ra và lưu trong cái file là internal. Rồi cũng họ gọi cái hàm là buffer reader lên cho nó đọc nội dung ha. Rồi cũng khi mà cái dòng line bằng, có nghĩa là khi nó bắt đầu đọc đó, thì chúng ta cũng cho nó hiển thị. Và cuối cùng là cái hàm lưu nội dung của internal. Chúng ta cũng khởi tạo một cái luồng là file output stream. Giá trị khởi đầu cũng là null và cái string s bằng string giá trị của nội dung chấm viết tích. Rồi cũng tương tự như vậy, khi mà cái nội dung của chấm viết tích này á nó rỗng mà chúng ta lại nhấn cái nút lưu nội dung thì nó cũng sẽ hiện ra cái dòng là lưu nội, vui lòng nhập lại nội dung. Và ngược lại thì nó sẽ ghi ha, nó sẽ lưu ghi lưu lưu cái nội dung mà chúng ta ghi ở trong cái phần edit này. Và khi chúng ta nhấn lưu thì nó sẽ ghi là lưu thành công file với phương thức là internal. Thì cuối cùng là chúng ta đóng cái luồng lại. Sau đây là mình sẽ chạy thử. Rồi chúng ta đợi chút xíu ha.
Đây, đây là cái chỉnh chúng ta là ghi nội dung. Bây giờ mình chưa bấm nội dung mà mình sử dụng bấm save ha, thì nó sẽ ghi là vui lòng nhập nội dung nè. Cái này cũng vậy, vui lòng nhập nội dung. Và set lưu thành công các phương thức internal. Chúng ta bắt đầu đọc nè. Rồi, chúng ta đọc ghi dữ liệu. Lưu thành công các phương thức external ha. Đây, và nó dẫn ra cái đường dẫn như thế này. Rồi, xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.